sủi cảo chiên, sủi cảo khô, dầu hào, sủi cảo xá xíu nè. Món này xứng đáng được 9 điểm rưỡi. Để ăn món xương ống, một đôi bao tay cầm cục xương lên và ăn. Không biết là mọi người có nghe được cái tiếng ngọt. Ăn vào á là cái vị dầu hào nó sẽ tan ra trong miệng luôn. Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo của chương trình Việt Nam Đi Là Kiền, phát sóng vào lúc 11:50 thứ 6 hàng tuần và phát lại vào thứ 4 và thứ 5 tuần tiếp theo trên kênh HTV7.